một sáng mùa xuân bầu trời đầy én bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng ngày 1 tháng 4 năm 2021. Hôm nay là ngày cá tháng 4, nhưng chương trình của tôi không có làm gì mà cá với quý vị cả. Thưa quý vị, tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới có gia tăng đôi chút, nhưng mà coi như có kiểm soát được là nhờ có vaccine. Riêng tại nước Mỹ thưa quý vị Người ta e ngại có cái đợt trở lại dầu rằng đã có vaccine Là vì có nhiều người cũng ý y quá Nhưng mà sự trở lại của đợt này đó Nếu có đó thì cũng không phải là nguy hiểm như cái đợt kỳ trước Vaccine thưa quý vị Ở tại Texas đó, Tôi nói chung tại Texas cái đã là đã chích ngừa hơn coi như gần 8 triệu người. Là có những người mới chích được một mũi thôi như tôi là một mũi thôi. Còn đã khoảng chừng là 4 triệu người đã chích được hai mũi. Nên cái con số mà quay trở lại đó để có dịch đó, thì người ta dự trù là những nơi ngoài Texas thì nhiều còn Texas thì bớt lắm. Nên Texas nhờ cái chích ngừa COVID-19 đã có mạnh mẽ, thì người ta nói rằng là con số nhiễm của Texas những ngày vừa qua đã xuống thấp. Do rằng là con số của Texas nếu mà nói tính là tổng cộng con số bị dương tính là đã gần 2 triệu 8 và đã tử vong là hơn, coi như hơn 48.000 người. Cũng như ở tại Houston này cũng là ba trăm mấy chục ngàn người có dương tính và cũng đã hơn 5.000 người tử vong. Nhưng mà trong tuần qua con số đó nó càng ngày nó càng thấp đi. Cả nước Mỹ thưa quý vị, hôm qua đó chưa tới 10.000 ca dương tính. Đó là những cái dấu hiệu tốt tại vì trước đây mỗi một ngày là tới mấy trăm ngàn ca hay hơn 100.000 ca. Nhưng nước Mỹ đó ngày hôm qua thôi chưa tới 10.000 ca dương tính. Nước Mỹ coi như đang từ từ mà kiểm soát lại được dịch thưa quý vị nhờ cái vaccine của họ rất là mạnh mẽ thế thì vì vấn đề mà dịch đang quay trở lại cho một số quốc gia đó thì có nhiều lãnh lãnh đạo của nhiều quốc gia đã ngày hôm qua và hôm kia đã ký một cái một cái văn thư là yêu cầu là sẽ phải hợp tác với nhau như thế nào để đối phó với đại dịch ngay bây giờ cũng như trong tương lai những lãnh đạo các quốc gia đó gồm có nước Anh như thủ tướng Boris Johnson, rồi thủ tướng của nước Đức là bà Angela Merkel, rồi tổng thống của nước Kenya là ông Uhuru Kenyatta thưa quý vị. Và khoảng chừng 12 13 khoảng chừng 20 quốc gia khác nữa cộng vào để họ nói rằng là trước khi mà như vậy đó là phải có một cái sự phối hợp toàn cầu trong các vấn đề chống lại Covid hay là các cái đại dịch nào đó. Và cũng yêu cầu là có những cái sự san sẻ của những quốc gia giàu và nghèo về vấn đề có vaccine. Điều này nó cũng đúng với cái, cái ý nguyện của Tổng thống Joe Biden của nước Mỹ. Ông nói là sau khi mà người dân Mỹ chích ngừa xong hết, dự trù là khoảng trong tháng 7, thì còn dư bao nhiêu vaccine đó, thì ông sẽ cho phân phối với các quốc gia khác nghèo hơn hay là thiếu kém hơn thì uh, cuộc họp và có lá thư đó, đó thì có có cả luôn cả ông giám đốc của hưu uh, của Liên hợp quốc là ông uh, Tedros Adhanom thưa quý vị có cả ông uh, uh, Tedros Adhanom ghi viết vào trong cái lá thư đó yeah. viết vào trong cái lá thư đó là Lá thư này được đăng ở trên báo nước Anh là báo The Telegraph, rồi ở nước Pháp là báo Le Monde, rồi ở nước Đức là báo Allgemeine Zeitung. cũng rất là nhiều tờ báo đã loan tin về vấn đề này để sao để đánh động sự ý thức của toàn người dân. Trong vấn đề cần phải có sự phối hợp của liên quốc liên hiệp quốc của nhiều quốc gia chứ không phải là một vài quốc gia có thể chịu được vì cái đại dịch vừa rồi cho thấy là nó ảnh hưởng cả toàn cầu, mọi người dân, mọi người, mọi ngóc ngách không có chạy đâu được hết, nên là, là phải có cái sự phối hợp chặt chẽ như vậy. nên là những người mà lãnh đạo họ nói như sau đó là we are therefore committed to ensuring universal and equitable access to safe, effic efficacious and affordable vaccines medicines and diagnostics for this and future pandemics chúng tôi uh, tất cả những người lãnh đạo đó, đó là cam kết để mà có cái bảo đảm cho cái quyền tiến vào cho cái sự an toàn hiệu quả và vaccine được gọi là rộng rãi affordable tức là ai cũng có giá cả chịu đựng được thuốc men và sự điều trị cho cái đại dịch này và cho những đại dịch tới thưa quý vị thế thì thế thì sao xin lỗi quý vị chút xíu nhưng thưa quý vị có ba quốc gia không tham gia ký vào cái lá thư chung này đó là nước mỹ nước nga và trung quốc nước mỹ nước nga và trung quốc không ký vào thư chung này mỗi một quốc gia họ có một cái góc nhìn riêng của họ. Nước Mỹ thì họ quá mạnh về vấn đề tài chánh để có vaccine. Còn Trung Quốc thì là quốc gia mà nhiều người đang đặt nghi ngờ là nơi xuất phát đại dịch Covid-19 và có thể có những cái âm mưu mà Liên hợp quốc họ nói rằng là đang điều tra có thể là bị rò rỉ từ cái phòng thí nghiệm lọt ra ngoài hay không. Nên Trung Quốc cũng e ngại đứng chung vô cái lá thư này và nước nga nó là một quốc gia mà bây giờ tây âu đó, họ căng thẳng rất là nhiều về vấn đề các cái chuyện khác như là vụ của ông Navani và những vấn đề khác cũng như là cuộc biên giới giữa nga và nước ukraine khi họ thấy nước nga đang điều động một số vũ khí xe tăng rồi gì đó sát biên giới ukraine nên ba quốc gia này không đứng chung trong các lá thư chung của các lãnh đạo của thế giới để đối phó với đại dịch Covid-19 cũng như các đại dịch trong tương lai thưa quý vị. thì đó là tình hình mà tôi cũng xin um, gửi đến quý vị thông tin của cả thế giới về vấn đề đại dịch Covid-19 và góc nhìn của tôi trong vấn đề này như thế nào. chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi. Gia đình và fan góc nhìn Hoàng Di Hùng ngày 1 tháng 4 năm 2021. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.